60 vị tướng với hàng trăm kỹ năng độc lạ không đụng hàng. Thế nhưng vẫn còn khá nhiều dạng chiêu thức chưa thực sự được Riot để mắt tới, mặc dù cực kỳ tiềm năng trong các bộ phim anime. Vậy hôm nay cùng xem game.com điểm qua top 11 chiêu thức vẫn chưa được xuất hiện nhưng lại vô cùng tiềm năng trong tương lai nhé. Dạng võ công liên hoàn. Mở đầu cho dạng chiêu thức tiềm năng nhất nhưng vẫn chưa được xuất hiện trong Liên minh có lẽ chính là dạng chiêu thức võ công như karate người cá, kỹ thuật Rokugan của đội trưởng CP9 Rob Lucci trong One Piece hay thức tỉnh bát môn độn giáp giống thầy trò Rock Lee trong Naruto. Mặc dù trong Liên minh chúng ta đã có những Lee Sin và Seth với khả năng đấm đá khá tốt hay một Udyr với các thể võ gấu, phượng. Thế nhưng việc có một tướng thực sự đánh võ với những chiêu thức mãn nhãn chắc hẳn sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều, đúng không? Dạng chém ra tia năng lượng. Trong Liên minh, không thiếu các kiếm sĩ với rất nhiều phong cách khác nhau, với đa dạng các chiêu thức dùng kiếm để tấn công lẫn phòng thủ. Nhưng nếu bạn là một fan cứng của các bộ truyện tranh như Kimetsu hay One Piece, thì chắc hẳn không thể quên được những phân cảnh dùng kiếm chém ra các dạng năng lượng khác nhau, khiến những con tàu bị toác ra làm đôi hay khiến đối thủ ăn trọn luồng sát thương cực mạnh. Mặc dù nghe thì có vẻ khó thành hiện thực, thế nhưng đây lại là những chiêu thức sẽ được người chơi vô cùng ưa thích. Chỉ cần nhìn cái cách người chơi phát cuồng với Yasuo cùng khả năng chém gió cho đến nay thôi, cũng đủ dự đoán vị tướng may mắn đấy sẽ hot đến mức nào. Dạng điều khiển địa hình để tấn công. Trong Liên minh, một trong những tướng hiếm hoi có thể điều khiển triệu hồi được đất đá chính là Talia. Thế nhưng bộ chiêu thức của cô nàng lại không thực sự ngầu và dùng được hết tiềm năng của dạng chiêu thức có khả năng hô mưa gọi gió này. Gần như có thể điều khiển được thiên nhiên và lợi dụng được những địa hình để chiến đấu. Dạng chiêu thức này sẽ tập trung chủ yếu vào những đòn tấn công bằng nước, cát, đá hay thậm chí là dung nham trong hang rồng. Một thảm thực vật phong phú như vậy, thế nhưng lại chưa được sử dụng hết tiềm năng thì thật là một đáng tiếc lớn. Dạng đệ có chiêu thức riêng. Có bao giờ bạn tự hỏi sẽ ra sao nếu những đệ được triệu hồi trong liên minh như gấu T-Birds, ma xương hay Daisy sẽ có một vài chiêu thức riêng không? Điều này thực sự rất tuyệt vời, bởi nó sẽ khiến lớp nhân vật này có tiếng nói riêng, thay vì chỉ đơn thuần là di chuyển và đánh thường, chả khác mấy con creep như hiện tại. Chúng ta có thể thấy bộ truyện tranh Naruto với các vĩ thú đã trở nên tuyệt vời thế nào khi có thể triệu hồi ra chúng để chiến đấu, kết hợp tương tác giống như một người đồng đội thực thụ. Tuy rằng việc có những chiêu thức riêng đôi khi sẽ khiến người chơi trở nên quá tải nút bấm trong thời gian đầu, thế nhưng có lẽ người chơi sẽ không mất quá lâu để làm quen được với chúng một cách thuần thục. Dạng hiến tế một phần máu để hóa quỷ. Dường như lớp tướng sử dụng máu đang dần bị Riot bỏ quên, dù rằng chúng đều là những tuyến nhân vật rất tiềm năng. Nhìn vào những vị tướng như Vladimir hay Olaf, chúng đây là những tướng rất được ưa chuộng và tỏ ra cực mạnh trong tay những người chơi có kinh nghiệm. Nếu như tiếp tục khởi động dự án làm ra những tướng dùng máu để sử dụng kỹ năng trong tương lai, Liên minh vẫn còn thiếu một thành viên có quá khứ đen tối hơn như việc thực hiện những nghi thức hiến tế để mở khóa hình dạng tàn sát, hay khi mất một phần máu sẽ đạt tới một hình dạng đáng sợ hơn. Dạng thao túng đối thủ. Một trong những dạng chiêu thức khó có thể được đưa vào vì độ phức tạp trong việc tương tác của các chiêu thức là rất lớn.
Mặc dù vậy, với việc có thể tạo ra một Silas có khả năng copy chiêu cuối của đối phương thành công, thì có lẽ chẳng việc gì là có thể làm khó được Riot. Cũng giống khả năng kiểm soát tâm trí của giáo sư Charles Xavier trong X-Men, đối phương sẽ bị bất động, dùng chiêu thức sai hoặc bị giết chết ngay trong tâm trí. Với Liên Minh, tuy việc để một người điều khiển tâm trí một người ở màn hình kia là bất khả thi, nhưng việc tạo ra những ảo ảnh cho vị tướng đối phương khiến chúng phí hoài những chiêu thức, phép bổ trợ quan trọng là điều sẽ khiến người chơi cực kỳ thích thú và khiến trò chơi trở nên hack não hơn. Dạng sao chép hình dạng của đối thủ. Giống với board game ma sói cổ điển, cũng như trò chơi Among Us cực hot trong năm qua, trào lưu về những trò chơi có nhân vật giả mạo cũng là thứ cực kỳ thú vị mà Riot có thể thêm vào bể tướng con cưng của mình. Trong Liên Minh, chúng ta đã có một Nicole với khả năng hóa hình cực đỉnh, cùng khả năng phân thân trong chốc lát, hack não và biến đối thủ thành một trò cười. Tuy đã được thực hiện khá chỉnh chu từ dạng skin đến tầm đánh, thế nhưng Nicole vẫn chỉ có thể sao chép được những tướng đồng minh thôi. Với một tướng có thể sao chép cả hình dạng đối phương mà không bị chủ địch phát hiện, chắc chắn Liên Minh sẽ trở nên mới mẻ hơn và thú vị hơn rất nhiều. Dạng chiêu hút năng lượng. Mặc dù có muôn hình vạn trạng các kiểu hút máu, thế nhưng một trong những dạng nội tại hút mana rất tiềm năng đã từng xuất hiện trong đấu trường chân lý mùa 1 của tộc quỷ lại chưa được chuyển hóa thành kỹ năng tướng. Với khả năng hút mana và trả lại một lượng mana cho người dùng, vị tướng đấy sẽ trở thành cỗ máy khắc chế tốt những pháp sư dùng nhiều năng lượng trở nên quá bá đạo ở giai đoạn sau. Đây là một dạng chiêu không khó để có thể làm. Thế nên nhiều khả năng trong tương lai, chúng ta sẽ thấy một tướng như vậy xuất hiện trong Liên Minh. Dạng kỹ năng hoán đổi vị trí. Lấy từ một dạng chiêu thức đã từng xuất hiện trong anime Naruto. Trong Thế chiến thứ 3 Shinobi của thế giới ninja, người cha Hokage đệ tứ của Naruto, Minato, đã giành được danh hiệu Tia Chớp Vàng với khả năng dịch chuyển tức thời giữa hai kunai được đánh dấu. Bộ chiêu thức này nếu được tận dụng sẽ trở nên vô cùng bá đạo khi một tướng có thể đổi vị trí tức thời với đồng đội hay đối phương là một điều rất thú vị. Trước khi được làm lại, chiêu cuối của Ugot đã có khả năng hoán đổi vị trí với kẻ địch. Tuy nhiên, sau khi được rework thì kỹ năng này đã bị thay đổi. Hiện tại trong Liên Minh, một tướng có chiêu thức tương tự là Akali, chính là nhân vật duy nhất có khả năng găm phi tiêu vào một điểm, sau đấy tái kích hoạt để trở lại vị trí đã quăng phi tiêu. Tuy có nguyên lý hoạt động khá tương đồng, thế nhưng sẽ thú vị hơn nhiều nếu một tướng có khả năng bắt cóc chủ lực trong phút chốc và luồn vào trong lòng địch một cách bất ngờ, phải không các bạn? Dạng giết quái rừng để có bộ kỹ năng mới. Nếu nữ hoàng nguyên tố Quiana có thể mượn lực địa hình để có những chiêu thức dạng khác nhau, thì có lẽ quái rừng vẫn là thứ chưa được Riot chăm chút để trở thành một thứ gì đấy quan trọng hơn cho một tướng. Chúng ta chỉ thấy được việc các tướng có thêm được bùa lợi khi hạ gục rồng, Baron, bùa xanh, bùa đỏ. Điều này đã trở thành một thói quen trong vô thức với người chơi lâu năm. Sẽ ra sao nếu một tướng đi rừng nào đấy có khả năng biến đổi chiêu thức tùy theo các loại bùa lợi mà mình đã ăn và đạt trạng thái thức tỉnh khi ăn được những bùa lợi như rồng 4, Baron hay rồng ngàn tuổi? Điều này chắc chắn sẽ thú vị và khiến lối chơi của game thủ linh hoạt, sáng tạo hơn rất nhiều đấy. Dạng kỹ năng nén năng lượng và giải tỏa ra. Một trong những dạng kỹ năng được đánh giá là mạnh nhất trong X-Men đã từng được dùng với nhân vật Sebastian Shaw chính là dạng kỹ năng nén năng lượng, sau đấy tỏa ra. Đúng với tên gọi, nhân vật này sẽ nhận một nguồn sát thương từ đối phương, tuy nhiên hắn lại có khả năng nén chúng lại, sau đấy trả ngược với đối phương.
Nếu được dùng trong liên minh, đây sẽ là một dạng kỹ năng rất OP mà Riot nếu thiết kế phải cẩn thận rất nhiều. Tưởng tượng một vị tướng có thể bất tử trong một khoảng ngắn để nhận tất cả các sát thương, sau đấy trả lại toàn bộ, thực sự là một cơn ác mộng khủng khiếp mà không tướng nào muốn đối mặt. Vậy bạn cảm thấy thích thú với dạng kỹ năng nào nhất? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé!